Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là điện thoại Alcatel K4000 Pro đã được tháo bỏ phần vỏ máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên điện thoại Alcatel K4000 Pro, cần một địa chỉ thay mới, sửa chữa, khắc phục có lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Hiện tại Di động Cao cấp.vn đang cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Alcatel K4000 Pro hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi nhận sửa tất cả các lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên điện thoại Alcatel K4000 Pro. Các lỗi phần cứng cơ bản như hỏng main, camera máy ảnh, loa, mic, rung chuông, chân sạc, pin, màn hình cảm ứng đều đã có sẵn linh kiện thay mới, sửa chữa nhanh, chính xác tại Di động Cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới, sửa chữa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Alcatel K4000 Pro. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Các lỗi phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có sẵn linh kiện thay mới, sửa chữa nhanh, chính xác tại các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm của quý vị các bạn liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Alcatel K4000 Pro, quý vị các bạn có thể liên hệ 024-66-750-99 và truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn nhanh, chính xác cho quý vị các bạn. Đối với khách hàng ở xa, không điều kiện đến với didongcaocap.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ chuyển các linh kiện trên Alcatel K4000 Pro mà quý vị cần tới đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền trên bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Một lần nữa, Di động Cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Alcatel K4000 Pro đang thực hiện tại Di động Cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.